Lanxomycin là kháng sinh thuộc nhóm lanxosamid, thường được bào chế dưới nhiều dạng sử dụng khác nhau như lanxomycin HCl, dung dịch tiêm 30%, lanxomycin 5% và spectinomycin 10% dung dịch tiêm. Lanxomycin dạng bột tan hoàn toàn trong nước, lanxomycin và spectinomycin dạng trộn thức ăn, vân vân. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Thú y toàn cầu. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mà chúng tôi sắp phát hành. Hầu hết các sản phẩm được sử dụng để điều trị các bệnh hô hấp, bệnh đường ruột và bệnh viêm khớp trên gà và heo. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một sản phẩm dạng bột tan hoàn toàn trong nước, có hàm lượng lanxomycin rất cao, 58,8%, đó là Lanxovet GDH, được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Lanxomycin HCL là kháng sinh nhóm lanxosamid cùng nhóm với clindamycin. Kháng sinh có dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng, tan hoàn toàn trong nước. Cũng giống như amoxicillin và doxycillin, trong sản phẩm Lanxovet GDH, kháng sinh lanxomycin tồn tại ở dạng muối lanxomycin HCl 58,8%. Chính vì vậy, sau khi trừ đi gốc muối, hàm lượng lanxomycin điều trị thực tế còn lại là 50%. Những đặc tính ưu việt của sản phẩm Lanxovet GDH. Thứ nhất, sản phẩm có hàm lượng lanxomycin cao nhất thị trường. Là kháng sinh tự nhiên thu được do nuôi cấy Streptomyces lanxonensis. Chính vì vậy, giá thành cho các sản phẩm có chứa lanxomycin thường ở mức cao. Vì thế, những công thức bào chế kinh điển thường được áp dụng như lanxomycin 2,2% và spectinomycin 4,4% dạng trộn, lanxomycin 5% và spectinomycin 10% dạng tiêm. Hiện tại, Thú y toàn cầu đang sở hữu hai sản phẩm có hàm lượng cực cao là SH lanxomycin có 30% lanxomycin HCl dạng tiêm và Lanxovet GDH với 58,8% lanxomycin HCl dạng bột pha uống. Thứ hai, kháng sinh tan hoàn toàn trong nước. So với kháng sinh dùng cùng nhóm là clindamycin, sinh khả dụng của lanxomycin chỉ bằng 1/3. Chính vì vậy, khi lựa chọn lanxomycin vào phác đồ điều trị trên đường uống, cần đặc biệt quan tâm đến khả năng tan của kháng sinh khi pha nước, từ đó tiết kiệm được chi phí kháng sinh, tối ưu hiệu quả điều trị. Đồng thời với đó, cần tránh cho vật nuôi sử dụng kháng sinh vào lúc mới ăn xong, vì thức ăn sẽ làm giảm khả năng hấp thụ lanxomycin. Tốt nhất cho dùng trước bữa ăn từ 1 đến 2 giờ. Thứ ba, sử dụng đa dạng cho cả gà và heo. Đối với heo, phương pháp chủ yếu đang được sử dụng là trộn với thức ăn. Vì vậy, yêu cầu một sản phẩm có khả năng bám dính với cám. Ngược lại với gia cầm, khi pha với nước uống, cần một loại thuốc tan hoàn toàn trong nước. Với Lanxovet GDH có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu trên, cả gà và heo. Thứ tư, kháng sinh hoàn hảo thay thế các kháng sinh nhóm Margolid. Kháng sinh đặc trị các bệnh do Mycoplasma gây ra như E. coli kéo màng và viêm khớp ở gà, bệnh suyễn và viêm khớp do Mycoplasma hiurinis luôn yêu cầu sự có mặt các kháng sinh thuộc nhóm Margolid như Tiamulin, Timicosin, vân vân. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, ta không chọn được các kháng sinh trong nhóm trên. Khi ấy, lanxomycin là một lựa chọn hoàn hảo. Không những vậy, lanxomycin có thể thay thế colistin hoặc BMD trong điều trị một căn bệnh nguy hiểm là viêm ruột hoại tử do Clostridium perfringens gây ra. Sản phẩm Lanxovet GDH nhập khẩu từ Thái Lan với thành phần là lanxomycin 58,8%. Thú y toàn cầu khuyến cáo sử dụng để xử lý các vấn đề như sau. Các bệnh gây ra bởi nguyên nhân Mycoplasma bao gồm cả hô hấp và viêm khớp, bệnh viêm ruột hoại tử. Liều chung cho cả gà và heo là 10mg trên kg thể trọng, tương đương 1g trên 50kg thể trọng. Thông tin chi tiết về sản phẩm Lanxovet GDH và các sản phẩm khác có chứa lanxomycin của Thú y toàn cầu, quý vị vui lòng liên hệ số hotline 0934 555 238 hoặc truy cập website thuyitoancau.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.